Tân huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam nhận thông báo quan trọng tại SEA Games 32. Huấn luyện viên Park Hang-seo gặp gỡ tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam tại VFF. Công Phượng nhận vinh dự lớn từ Nhật Bản. Hoàng Anh Gia Lai đại cách mạng, huấn luyện viên Kiatisak tiết lộ bất ngờ về bầu Đức. Tân huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam nhận thông báo quan trọng tại SEA Games 32. Ban tổ chức SEA Games 32 đưa ra thông báo chính thức về độ tuổi tham dự môn bóng đá nam là U22+2. Theo thông tin mới nhất, ban tổ chức SEA Games 32 đã đưa ra quyết định về độ tuổi quy định cho các đội tuyển tham dự môn bóng đá nam. Cụ thể, SEA Games 32 sẽ áp dụng độ tuổi U22 và được phép đăng ký thêm 2 cầu thủ quá tuổi. Các đội sẽ được phép sử dụng các cầu thủ sinh từ năm 2001 trở đi. Quyết định này giống với SEA Games 30 tại Philippines năm 2019, nơi mà U22 Việt Nam đã có được tấm huy chương vàng môn bóng đá nam đầu tiên trong lịch sử. Khi đó, hai cầu thủ quá tuổi mà huấn luyện viên Park sử dụng là Hùng Dũng và Trọng Hoàng cùng với lứa cầu thủ sinh từ năm 1997 trở đi. SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam phải lùi lại một năm do ảnh hưởng của Covid-19 và Liên đoàn bóng đá châu Á khi đó đã đồng thuận với điều lệ thi đấu môn bóng đá nam với độ tuổi quy định là U23+3. Ba cầu thủ quá tuổi được huấn luyện viên Park lựa chọn là Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tiến Linh và các sao mai sinh từ năm 99 trở đi. Việt Nam đã là nhà vô địch của môn bóng đá nam tại hai kỳ SEA Games liên tiếp dưới sự lèo lái của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và vào tháng 2 tới, tân thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam sẽ được công bố. Và chiến lược gia này cũng sẽ đảm nhận cả việc dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. Lứa cầu thủ sinh từ năm 2001 trở đi của bóng đá Việt Nam cũng có nhiều cái tên đã thi đấu tốt tại vòng chung kết U23 châu Á 2022. Khi vào đến tứ kết như Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cường, Huỳnh Công Đến, Lê Văn Đô, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang. Dự kiến thì môn bóng đá nam tại SEA Games 32 sẽ bắt đầu từ ngày 29 tháng 4, trong khi môn bóng đá nữ sẽ bắt đầu từ ngày 2 tháng 5. Một giải đấu quan trọng khác của bóng đá Việt Nam trong năm 2023 là ASEAN 19 tại Trung Quốc cũng đã đưa ra quy định về độ tuổi là U24+3 sau khi bị hoãn một năm vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Huấn luyện viên Park Hang-seo gặp gỡ tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam tại VFF. Huấn luyện viên Park Hang-seo và tân thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng có buổi gặp gỡ trước khi chính thức trở về Hàn Quốc. Ông Park Hang-seo đã hoàn thành sứ mệnh của mình với bóng đá Việt Nam và buổi gặp người hâm mộ hôm 2 tháng 2 tại Hà Nội là hoạt động đầu tiên của chiến lược gia người Hàn Quốc sau khi không còn là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Trong sự kiện đáng chú ý này thì thầy Park đã hé lộ dự định ở Việt Nam tới tháng 6 mới trở lại quê nhà. Tôi sẽ ở lại Việt Nam đến tháng 6 năm 2023, ở Hàn Quốc giờ rất lạnh, chắc âm 17 độ. Khi vào thời tiết ấm hơn, vợ chồng tôi sẽ về, Hà Nội giờ thời tiết rất đẹp. Các bạn đừng lo, tôi có nhà ở Hà Nội nên sẽ đi lại giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Với kế hoạch này, ông Park Hang-seo cũng để ngỏ khả năng gặp gỡ tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội. Theo nhiều nguồn tin uy tín, Liên đoàn bóng đá Việt Nam dự kiến công bố hợp đồng với một nhà cầm quân đẳng cấp trong tháng 2 này. Thời điểm tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam ký hợp đồng với VFF, ông Park Hang-seo vẫn còn ở lại Việt Nam và khi ấy rất có thể chiến lược gia xứ Kim Chi sẽ có buổi gặp gỡ và chúc mừng cũng như truyền kinh nghiệm đến người kế nhiệm mình. Thầy Park từng chia sẻ rằng ông mong muốn người kế nhiệm ông cũng sẽ gặt hái được thành công tại Việt Nam. Tôi tin tưởng VFF tìm được người giỏi hơn tôi. Từ đáy tấm lòng mình, tôi chúc cho ông ấy mạnh khỏe, công tác tốt. Nhà cầm quân 65 tuổi nói. Hiện tại, huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier đang là các ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại đội tuyển Việt Nam. Đây là điều rất thú vị khi mà thầy Park và chiến lược gia người Pháp đã quá quen biết nhau. Ông Chaussier từng là cựu huấn luyện viên U19 Việt Nam. Được biết, hợp đồng giữa huấn luyện viên trưởng Chaussier và VFF có thời hạn 2 năm, kèm với đó là điều khoản tự gia hạn thêm 1 năm. Phu Thủy Trắng dự kiến sẽ có mặt ở Việt Nam vào đầu tuần tới để ra mắt và ký hợp đồng. Được biết, ông sẽ nhận mức lương cao từ 3 đến 4 lần mức lương cũ của thầy Park Hang-seo, tức là khoảng 150.000 đô la một tháng. Công Phượng nhận vinh dự lớn từ Nhật Bản. Trang chủ của Ray League mới đây đã có động thái đặc biệt với Công Phượng trước thêm mùa giải mới diễn ra. Bên cạnh V-League 2023, Ray League cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý, cầu thủ được mệnh danh là Messi Việt Nam sẽ có cơ hội đối đầu với Messi Thái là Chanathip ở giải đấu này. Tiền vệ Thái Lan hiện đang thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Kawasaki Frontale. Mới đây, trang chủ của Ray League đã đăng tải hình ảnh Công Phượng kèm phát biểu của anh về những trận đấu sắp tới với những cầu thủ Thái Lan. Trang này viết, cảm nghĩ của Công Phượng về trận Kawanawa Derby với Kawasaki Frontale và ASEAN Derby với Hokkaido Consadole Sapporo khi đối đầu với hai cầu thủ này tại Ray League năm nay. Động thái này của Ray League cho thấy họ rất quan tâm đến cầu thủ người Việt Nam và không chỉ người hâm mộ Việt Nam, trang chủ của giải đấu lớn nhất Nhật Bản cũng rất hào hứng chờ đợi màn trình diễn của các ngôi sao Đông Nam Á. Trước đó họ đã đăng tải một bài viết về cuộc đối đầu đáng chờ đợi giữa Công Phượng và Chanathip Songkhasin.
Mới đây, tiền đạo Công Phượng cũng đã có những trải lòng sau khi quyết định sang thi đấu tại Nhật Bản. Tôi thích môi trường bóng đá Nhật Bản, nơi đã giúp tôi trở thành một người tốt hơn. Tôi vẫn luôn chiến đấu vì đất nước Việt Nam. Tôi nghĩ rằng việc tới chơi bóng tại Nhật Bản sẽ giúp tôi hoàn thiện và phát triển bản thân, từ đó có thể cống hiến hết mình cho Việt Nam. Bên cạnh đó, Công Phượng mới đây cũng đã gặp gỡ Chanathip. Anh đã có cuộc gọi video cho tiền vệ Thái Lan để trò chuyện về việc thi đấu tại Nhật Bản. Chi tiết cuộc gọi không được cựu chân sút phố núi chia sẻ. V-League sẽ khởi tranh từ ngày 17 tháng 2. Đội bóng của Công Phượng sẽ thi đấu trận đấu ra quân ngày 18 tháng 2 gặp đối thủ Nagoya. Hoàng Anh Gia Lai đại cách mạng, huấn luyện viên Kiatisak tiết lộ bất ngờ về bầu Đức. Huấn luyện viên trưởng Kiatisak tiết lộ lý do bầu Đức có quyết định bất ngờ tại Hoàng Anh Gia Lai trước mùa giải V-League 2023. Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng thì Hoàng Anh Gia Lai vẫn sẽ tham dự V-League 2023. 17 giờ chiều ngày 4 tháng 2, đội bóng phố núi sẽ tiếp đón Hà Tĩnh trên sân nhà ở trận đấu ra quân mùa giải mới. Đây là dự báo một mùa bóng khó khăn với Hoàng Anh Gia Lai khi họ chia tay hàng loạt trụ cột dàn sao quốc dân khóa 1 học viện như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh và Hồng Duy. Để khỏa lấp chỗ trống thì thời kỳ Atisak đã đôn lên một nhiều cầu thủ trẻ, đồng thời gọi trở lại những gương mặt được đem cho mượn ở các câu lạc bộ khác mùa giải trước. Chia sẻ trước trận ra quân V-League 2023, huấn luyện viên Kiatisak bất ngờ hé lộ lý do bầu Đức đồng ý chia tay nhiều trụ cột và đặt niềm tin vào dàn lực lượng trẻ. Tôi phải xây dựng một thế hệ cầu thủ trẻ mới cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Theo ý tưởng của bầu Đức thì bầu Đức muốn tôi tạo ra một lứa cầu thủ trẻ tốt nhất cho bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ trẻ của đội sẽ phải nỗ lực để có tên trong đội hình U23 Việt Nam tham dự SEA Games. Dù nhiều cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai sẽ có trận đấu đầu tiên thi đấu ở V-League, nhưng họ sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các cầu thủ trụ cột nhiều kinh nghiệm như Tuấn Anh, Minh Vương và Văn Sơn. Bầu Đức cho rằng chúng tôi giữ lại nhiều cầu thủ trụ cột. Các cầu thủ trẻ khác cũng sẽ không có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng. Bầu Đức muốn Hoàng Anh Gia Lai xây dựng một thế hệ cầu thủ tài năng mới cho đội, tiếp tục cống hiến cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam, nhất là ở các kỳ SEA Games sắp tới. Nhà cầm quân người Thái Lan cho hay. Về cơ hội ra sân của các cầu thủ trẻ ở V-League, thời kỳ Atisak khẳng định, chúng tôi sẽ tạo nhiều cơ hội nhất có thể cho các cầu thủ trẻ. Mùa trước thì các cầu thủ trẻ như Bảo Toàn, Quang Nho từng có cơ hội ra sân thi đấu ở V-League rồi. Với các cầu thủ trẻ, trước tiên, cần phải trao cơ hội cho họ ra sân thi đấu. Nhiệm vụ của tôi là trao cho họ thật nhiều cơ hội để họ thể hiện khả năng. Dù tiếp tục tham dự V-League 2023, nhưng Bầu Đức cũng khẳng định sẽ đâm đơn kiện VPF lên tòa về vụ xung đột nhà tài trợ